Hello cho tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhá. Ấy hôm nay thì mình đây là cháu Quân này, đây là cháu, cũng là cháu của mình nhá, cháu Kim nhá. Còn đây thì em của mình, em có tên là Vương nhá. Vương Kim Quân Sôm ấy. Hôm nay thì mình nghĩ một ý tưởng là sẽ thi nhau bắt cá trê mình trong ao mình đây này. Đây này. Đấy thì ai bắt được thì không có bị phạt nha, ai mà không bắt được thì sẽ bị phạt nha, bị phạt tí nữa mình sẽ cho mọi người bị phạt như thế nào nhá. Thì bây giờ đây mấy cháu và mấy em vô nhá, vô bắt nha. Ok. Đây. Ôi ôi. To tiếp luôn. Tiếp đom chơi tiếp. Cá chép không tính. Cá trê thôi. Đấy. Rõ hơn rồi. À. Không bắt được đâu. Trong đây này Quân, chùm. Cái này mở này. Dạ, cá chép. Mút ôi cho ta làm gì? Ừ. Ở trong mà vuông ta mua. Mua lạ. Mua cái nhà pick đoạn tặng hờ. À, một con. Dùm vuông này. Là bạn này quần đá hoặc lị này. Con ấy. Ôi da. Ô cá trê đã bị tật nè. Bị tật hả? Ăn luôn bị tật rồi. Nè, bị méo rồi cái đuôi này. Quạt lại đi. Quạt là bỏ lại nha. Mình không bắt ăn đâu. Đấy, vuông được một con rồi. Cuông chùm này chưa được đâu. À, cháu này chắc sắp bắt được rồi. Ui tui tay vào ngàn. Rồi đùng hết mất hoa lan của mình. À, mịt nó mịt. Lại nữa hả? Ôi cái chép. Vặn từ đây này, do trong bồn hết nước rồi. Đây bồn thì mình tưới hoa bằng cái voi này này. Đấy, từ đây này. Đó, quảng qua bên kia. Mùa này nhưng mà mùa mưa thì không cần tưới đâu. Rồi tí là ai bị phạt đây. Thìm mấy quần nha. Quần chôm này. Diêm vương được một con rồi. Nó mới được cái bài thứ. Bạn cua hôm bữa đấy, clip mà mình đi soi dế đấy, mình bỏ trong này, bên đây cũng to rồi đấy. Quá các bạn ạ. À? Ui, bạn ạ, bạn hiểu bạn ạ. Nãy giờ chưa được con nào, chỉ có một em Vương được một con thôi. Rồi, đi, sang nào. Các thêm, sắp được con sao? Bắt anh ăn đi. Bắt được con cua đây này. Tỏ lắm. Đây đây.
tầm mạo đi. À, để coi rồi mọi người. Ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Đây nha, để chậm. Ui, bị kẹp 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 kẹp. Đây mọi người, con của nó này. Đó, thấy không? Đây. Ôi ôi ôi. Đang nướng khóc như vậy mà không bắt được. Chảy đục hết rồi. À, bút 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 nó con nó. À. Cần chép hết trong cò đúng không? Muốn chép. Ở trong cò. Lạ hả? Ồ à lạ hả con hồi nãy. Ôi giời. À giờ con này biết sao mọi người này, em Vương lại bắt được giờ được hai con rồi nhưng mà đây này bị tật này nó chạy không được mạnh với con kia. Lại con hồi nãy này. Bông có cần đi. Ừ bây giờ được. Ồ hôm nay em Vương thắng rồi, hai con rồi. Chịp băng luôn. 50 vậy. Làm mình. Dạ. Cái này nhiều lắm á. Nếu mấy con ấy, cái này thì con mắc quá chưa. Nào bị mua chưa? Ôi sắp 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 bắt được, sắp bắt được rồi. Họ bắt quá mọi người. Đây 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 này. Kịp đi, kịp. Ôi, cá cờ chứ. Có cá cờ đấy. Ôi, cá cờ này được thì có hồi mình thả cá đây này. Bữa nay nhưng mà không biết nó có đẻ được hay không. Tại vì chắc cũng sợ mà con cá chê nó núp phải mấy con là sao ấy. Mình thả cá cờ bữa thì cũng được 5 đến 6 con rồi. Chắc thêm kêu là sắp 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 bắt được. Sắp sắp thôi, không bao giờ đâu. À, cháu con được con rồi, lại con hồi nãy. Mình biết ngay tại vì cái đuôi này nãy mình đã đó đấy. À, cháu thêm thua rồi đấy, tí là thua đấy. À, kêu bà đi, bỏ bên đó đi. Tại vì con này yếu quá mà. Thì bờ bên đó cũng có nước nha. Có ít nước mình ít bên nước. Đó thì mình nuôi cá cờ. Thì bây giờ mình qua bên kia nhé, qua cho mọi người cá cờ của mình nhé. Nhanh ra con. Nhanh ra ra. Đâu rồi? Tại sao mình bỏ mình nuôi cá cờ ở đây thì tại vì để nước như thế này này, sợ mấy con muỗi nó vào đẻ ở đây á. Đâu cá cờ mình nó trốn ở đâu rồi? Ở đâu thì sao không thấy? Hay là bên kia? Đây cá chê hồi nãy. Chắc nó núp vào trong bộ rễ cái san của mình sao ấy. Ba. À trong đây này. Đây này. Đó đó, đây này. Thấy chưa? Đấy. Mình nuôi cá cờ này nãy, hồi nãy thì mình đã nói đấy, sợ mấy con muỗi nó đẻ ở đây thì mình bắt từ ruộng bỏ cho sợ muỗi nó đẻ. Sao nãy giờ bắt được con nào chưa? Chưa. Chào thêm thì vẫn chưa được con nào.
Bạn này đang để xem cá chép đây này, có trứng rồi sao ấy. Đây này, nhìn cái bụng này. Biết bắt con nào luôn lỡ sao chịu thua chưa, mười mấy phút rồi đấy. 他們的,對對對,有沒有來。你們過來過來,對對對。那,他們去。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 他
ở ngoài vườn cứ bỏ hết vào đây. Pha quá. Ô lên. Dạ thôi. Thằng nãy đụng nhiều kêu là mấy cháu kêu là bây giờ không được được một con nào luôn á. Con này trên này khôn lắm. Bữa thì mình cũng đi mò giống như vậy này. Nước còn bữa thì nó còn thấp hơn ở đây là cạn hơn ở đây, nhưng mà mình đi mò thì không bao giờ bắt được. Con này khôn. Ở bên ao mình có tìm bắt thì cũng không được. Cái này khôn. Kêu bắt cái này. Đi cái này đi, coi ăn rồi, đi ăn đi, cái này 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 bằng lăng ghép tường vi này, nó lên được trên này. Bên kia thì đằng sau nhà bên kia thì đẹp lắm. Mình ghép mà, nhưng mà cái bằng lăng bên kia thì nó to hơn chút xíu. Nó lên bên này mạnh lắm, ghép mà chung thời gian chung như vậy. Cái này này, nhưng mà bên kia đẹp lắm. Hết giờ. Sao? Bây giờ thì bây giờ em Vương này bôi hồi nãy thì em Vương bắt được hai con cá chê thì hai ngón tay tùy nhá, tùy em Vương thì đi bôi tay thì hai ngón cũng được, một ngón được bôi hai lần, bôi vào mặt cháu thêm nhá. Đây. Bên này chưa, cho bên này chưa, xem nè. Rồi cháu Quân bôi một lần. Rồi em Vương bôi cháu Quân một lần đấy. Vừa lại đây, đây, thêm nhiều đi, thêm nhiều đấy. Một cái thôi. Rồi cháu Quân bôi cháu Thìm cũng một lần nhá, bôi bên này nữa cho nó mặt cho nó đẹp này, làm cái râu đi. Giờ mình chịu khó thế nha các bạn nha, tại vì mình thất bại rồi. Đó, chào mọi người đi.
Thế nhá, chắc mình cũng dừng clip đó thôi nhá. Nếu mọi người thấy clip này mình hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye, bye.